ima. Quá tuyệt vời. Cảm ơn công ty môi trường em đi rất là nhiều. Nên là dưới sự truyền miệng với nhau, là bà con phải nói là hiện tại ý thức của bà con nhân dân thôn Quế Ninh đó, 100% thì không giúp nói, nhưng mà 80-90% là bà con thực hiện tốt về cái vệ sinh môi trường. Tại sao mà mình lo không được, mình đặt cái vô hỏi cái lý do tại sao mình lo không được, nó có vướng mắc ở chỗ nào hay không. Ví dụ như mình lo là mình phải đánh vào cái chỗ nào để cho mình lo cho đó đúng. Cái quan trọng không phải mình lo đề trò, nhưng mà mình phải đánh vào cái mình của người dân, cái thiết thực của người dân cần, và người dân cần cái đó là mình phải đáp ứng được cho người dân thì cái dự án nó sẽ thành công. Ví dụ như là người dân muốn bỏ rác nhưng mà không có thùng rác thì mình bỏ rác chỗ nào, đúng không? Người ví dụ như người dân muốn bỏ vô đó nhưng mà công ty nó không đến thu gom thì mình phải lộn như nào. Nên là bọn em mà đánh vào cái nghĩa là muốn người dân thực hiện tốt nên mình phải lộn như nào rồi để đáp ứng được nhu cầu của người dân đó. Nên là từ xuất phát cái đó này, còn cái sự khó khăn á, phải nói là bắt đầu thực hiện dự án là rất là khó khăn, phải nói khó khăn lắm. Mất ăn mất ngủ là mình phải luồn như thế nào, rồi show mà mình comment rồi đó, mình luồn như thế nào, mình thúc đẩy. Có thể là một bài viết có một người comment, nhưng mà có thể là 15 đến 20 có comment, 15 đến 20 cái comment để cho mình comment đó, để cái bài viết nó nổi lên, nó nổi hàng ngày hàng giờ, nó nổi lên đó. Cái đó là cái cách gọi là tương tác. Nói về cái nhận thức á, là bà con là đều có nhận thức, dân là phải có nhận thức, cái ý thức và nhận thức người ta có, nhưng mình phải luộc như thế nào để cho người ta chấp hành. Cái quan trọng là vấn đề đó, người ta chấp hành. Có thể là người có thể là mới đầu thì nó rất là khó, nhưng mà từ từ lần lần mình sẽ tiên tiền lần lần để bò câu, là giống như là chứ thường nói là mưa dầm thấm lâu, luôn vậy. Chứ không phải là chúng ta lồn một ngày một giờ đâu, lồn cái việc môi trường này là mưa dầm thấm lâu và tiên truyền hết sức lâu về, hàng ngày hàng giờ thì bà con mới nhận được vấn đề đó. Và lồn công tác tuyên truyền là đến từng hộ gia đình để chúng ta tuyên truyền luôn. Rồi thực hiện là phân lò rót, rót tại nguồn. Phân lò rót tại nguồn. Như rót này chúng ta dùng để làm gì nè, rót này chúng ta làm để làm gì, rót này chúng ta lấy làm gì. Bà con rất là ghi nhận cái dự án này, bây giờ đi đâu bà con cũng thấy là ok, nó như thế. Nếu mà là muốn duy trì kết quả thì sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành đoàn thể, sự tuyên truyền vận động hàng ngày và hàng giờ, rồi từ từ đó người dân người ta mới thấy được cái vấn đề là nó là người ta sẽ thực hiện đồng bộ thôi. Và trong khi đó là thôn cũng như xã, hiện tại xã thì về nông thôn mới nên cái tiêu chí về môi trường phải đạt được, nên là phía bên ủy ban nhân dân xã thì cũng rất là quyết liệt chỉ độ cho thôn luôn việc này, rất là
cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm. Ý thức của người dân thôn Vĩnh Ninh sẽ nâng cao mới hơn nữa, bà con sẽ không còn đổ rác thải bừa bãi nữa. Sắp tới là bọn em sẽ làm cái tổ thu gom rác thải, tổ thu gom rác hiện tại là vẫn có tổ thu gom nhưng mà chưa đáp ứng được nhu cầu bà con. Sắp tới sẽ làm một thu gom nữa. Tại sao là bà con là chỉ có việc là bỏ rác nhờ là có người đến thu gom thôi, và sẽ có công ty đến chuyển trả thôi. Nói chung là bọn em sẽ làm đồng bộ chứ không còn mà hồi xưa thì rơi rác về bao người, nhưng bây giờ là hầu như là từ ngày thực hiện dự án là bà con đều chấp hành thôn vua thông do bảo đó đúng là quy định. Cái dự án tử tế và soi cần này đó là tuyên truyền vận động và công năng cô nhận thức về đổ rác thừa. Cái việc mà dọn vệ sinh môi trường á, đó là cái chỉ có đó là phần ngọn thôi. Cái phần gốc mà bọn em muốn hướng đánh là tha đổi nhận thức lồm xô á, cái đóng đốt ngoài biển rất là đơn giản. Có thể là mình thực hiện hết tháng này không được, tháng sau không được thì mình thực hiện miếng nó cũng được thôi, nhưng mà cái quan trọng mình thực hiện làm sao mình giải quyết được cái đóng rác trong đầu của người dân. Cái đóng rác trong đầu người dân nó quan trọng hơn cái đóng rác ngoài biển, tại vì cái ý thức của người dân không có là bây giờ có đi đâu nó cũng có rác trong đầu hết, tao bỏ chỗ nào tao cũng chịu thôi. Cái đó là phải nói là rất là thật. Bọn em muốn giải quyết được cái đóng rác lúc nào cũng tiềm thức trong đầu người dân đó, mà giải quyết cái chỗ đó này, lúc đó thì bà con mới thấy được cái môi trường của mình đang sống nó trang lành như thế nào.